Chào các bạn. Cá sấu là loài bò sát lớn được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới của châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Úc. Chúng là thành viên của bộ cá sấu, bao gồm cá sấu đích thực, cá sấu cai mang, cá sấu mõm ngắn và cá sấu mõm dài. Thuật ngữ cá sấu trong tiếng Việt bao gồm tất cả các dạng trên. Hiện có 28 loài cá sấu khác nhau trong bộ này, chỉ riêng trong họ cá sấu đích thực đã có tới 13 loài cá sấu. Vì vậy, cá sấu có nhiều kích cỡ khác nhau, từ loài cá sấu lùn xạ hương chỉ nặng khoảng 6 kg cho đến cá sấu nước mặn nặng đến 1.000 kg. Hãy cùng kênh Động vật Fast tìm hiểu 5 loài động vật có thể đánh bại cá sấu. 1. Cá voi sát thủ. Ngay cả đối với loài cá sấu nước mặn nặng gần 1.000 kg thì khi ở dưới nước, nó có thể dễ dàng bị giết bởi một con cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ có thể di chuyển trong nước dễ dàng và trọng lượng của nó là quá lớn để cá sấu nước mặn có thể gây sát thương. Cá hổ kình là loài động vật có vú và có trí thông minh rất cao, nên nó có khả năng tư duy tốt hơn và có thể tiêu diệt cá sấu nước mặn. Ngay cả khi cá sấu có lớp áo giáp quá cứng để một con cá voi sát thủ có thể xuyên qua, thì nó vẫn có thể bị tổn thương ở phần bụng phía dưới. Vì sinh sống trong môi trường sống tự nhiên khác nhau, những loài này sẽ không bao giờ chạm trán trong tự nhiên. Nếu bạn tò mò về việc ai sẽ chiến thắng trong một cuộc chiến, câu trả lời rất đơn giản. Cá voi sát thủ là loài săn mồi mạnh nhất trên thế giới, và ngay cả những con cá mập trắng lớn cũng phải khiếp sợ chúng. Vấn đề là cá sấu sẽ không thể mở hàm đủ rộng để ngoạm và nghiền nát đầu của cá voi sát thủ. Nếu như cá voi sát thủ có thể hạ gục những con cá mập trắng lớn dễ dàng, thì cá sấu nước mặn với kích thước nhỏ hơn có lẽ không gây được nhiều khó khăn cho chúng. 2. Sư tử. Ở châu Phi hoang dã, loài cá sấu sông Nin có một đối thủ đáng gờm là sư tử. Sư tử có thể giết một con cá sấu trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng chúng cũng có thể bị thương nặng trong quá trình này. Sư tử có thể truy đuổi cá sấu sông Nin ở trên bờ. Tùy thuộc vào kích thước của cá sấu và sư tử, một trong hai loài vật đều có thể mất mạng cho loài kia. Người ta đã quan sát thấy sư tử giết những con cá sấu mạo hiểm di chuyển trên cạn. Cá sấu cũng có thể giết và ăn thịt sư tử. Bằng chứng là đôi khi móng vuốt sư tử được tìm thấy trong dạ dày cá sấu. Bất kỳ cuộc chiến giữa cá sấu và loài mèo lớn nào, cá sấu sẽ thắng trong nước, nơi nó có thể kéo địch thủ xuống dưới cũng như di chuyển dễ dàng. Ngược lại, sư tử thường giành chiến thắng trên cạn, nơi nó có thể né được các cuộc tấn công của cá sấu. Dù sao, sư tử đã, đang và sẽ là kẻ thù đáng sợ đối với cá sấu sông Nin. 3. Hổ. Hổ Bengal và hổ Sumatra được biết là có thể hạ gục cá sấu nước mặn, nhưng cũng giống như sư tử, chúng giành chiến thắng khi cuộc chiến diễn ra trên đất liền. Hổ ở khu vực Western Ghats của Ấn Độ có thể hạ gục những con cá sấu nước mặn, nhưng cá sấu ở đây có kích thước tương đối nhỏ hơn so với những con cá sấu khổng lồ nặng đến 1 tấn ở Sundarbans, nơi những con hổ hoàng gia Bengal hay đi lang thang kiếm mồi. 4. Hà mã. Mọi người cần biết rằng những con cá sấu ở châu Phi chỉ tấn công những con hà mã con. Chúng ta hay bản thân loài cá sấu đều nhận thức được hậu quả của hành động điên rồ này. Khi một con cá sấu quyết định tấn công một con hà mã trưởng thành, khỏe mạnh, cơ hội sống sót cho cá sấu là rất thấp nếu như nó cố chấp với hành động của mình. Sự thật là tỷ lệ hà mã giết được cá sấu cao hơn nhiều so với việc cá sấu giết được bất kỳ con hà mã trưởng thành nào. 5. Báo đốm. Loài họ nhà mèo hung dữ nhất cũng như có kỹ năng giết cá sấu tốt nhất là báo đốm Mỹ. Chúng là một loài săn mồi đỉnh cao với lực cắn lớn hơn hổ Bengal cũng như gấu Bắc Cực nếu xét theo tỷ lệ cơ thể. Chúng có thể săn cá sấu Caiman ngay trong nước và ăn thịt ngay sau đó. Trong rừng nhiệt đới ở Amazon, báo đốm Mỹ được đánh giá rất cao trong chuỗi thức ăn. Có lẽ chỉ thua những con cá sấu Caiman đen được lớn mà thôi. Video hôm nay của kênh sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.